Ngày thứ 48 của chiến dịch, các đại đoàn 304, 308, 312, 316, 351 và Trung đoàn 57 sau khi kiểm tra lại công tác chuẩn bị chiến đấu đã báo cáo lên Bộ Chỉ huy Mặt trận. Tất cả đã sẵn sàng bước vào đợt tiến công thứ 3. Hội nghị Bí thư Đảng ủy các đại đoàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 năm 1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày báo cáo của Đảng ủy Mặt trận, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, xây dựng tinh thần tích cực cách mạng, tinh thần triệt để chấp hành mệnh lệnh, bảo đảm toàn thắng cho chiến dịch. Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng hữu khuynh tiêu cực còn tồn tại và xác định quyết tâm, lãnh đạo bộ đội kiên quyết chiến đấu giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ của toàn thể đảng viên, toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong các đơn vị hiện đang chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ là phải kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân địch, giành toàn thắng cho chiến dịch. Tuy nhiên, trên con đường đi đến toàn thắng, một trở ngại rất lớn đang ngăn cản quân ta làm tròn nhiệm vụ lịch sử của mình, đó là tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, đó là hiện tượng kém tinh thần chấp hành mệnh lệnh, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết tâm. Để khắc phục tình trạng này, hội nghị nhấn mạnh chúng ta là những đồng chí phụ trách của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta cần phải tiến hành cuộc đấu tranh trong nội bộ để đi tới thực hiện sự đoàn kết nhất trí giữa các cấp ủy phụ trách, làm cơ sở để mở rộng cuộc phê bình và tự phê bình, để tăng cường niềm tin tưởng và phấn khởi, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn quân, đoàn kết trên mục đích tối cao trong chiến dịch này là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Việt Nam là một tên gọi vô cùng thân thiết, gần gũi đối với Cuba. Người dân hòn đảo tự do hiểu rất rõ vai trò vô cùng lớn lao của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trên thế giới. Đây là phát biểu của đồng chí Fidel Castro Ruz, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm Việt Nam năm 1973. Cuốn sách Điện Biên Phủ, Mốc vàng thời đại, trích lại phát biểu của đồng chí Fidel Castro Ruz cho rằng nhân dân Việt Nam phải chiến đấu vô cùng gian khổ để cuối cùng có trận chiến thắng Quang Vinh, Điện Biên Phủ. Đồng chí Fidel Castro nhận định chiến thắng này là một tấm gương, một nguồn cổ vũ trong cuộc đấu tranh của Cuba. Việt Nam đã nêu cho tất cả các dân tộc bị áp bức bóc lột trên thế giới một bài học bất hủ. Trong phát biểu tại cuộc meeting do Bộ Quốc phòng Cuba tổ chức kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tối 6 tháng 5 năm 1964 tại La Habana, Thiếu tá Oliveira khẳng định những chiến công anh hùng trong trận Điện Biên Phủ đã soi sáng con đường của những người đang đấu tranh ở Việt Nam cũng như ở châu Mỹ và đang cổ vũ các dân tộc bị áp bức, vùng dậy đấu tranh chống áp bức. Trong tác phẩm Trận Điện Biên Phủ, tác giả Jules Roy, một nhà văn và quân nhân người Pháp, đã lý giải nguyên nhân dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ của quân dân Việt Nam. Tác giả khẳng định, trước hết đó là do phẩm chất những con người thuộc phía đối phương, những tướng lĩnh của quân đội họ, không có cái gì phân biệt giữa họ với những người lính trơn nếu không phải là do tuổi tác và màu sắc của ngôi sao mà họ mang trên vai áo. Bộ quân phục vải của họ được may cũng bằng một loại vải tồi tàn. Họ đi cùng một thứ giày dép, chiếc mũ cát cũng không hề phân biệt với những vị đại tá cũng hành quân bộ như người lính. Họ sống bằng gạo mang theo bên mình, bằng những loại củ đào trong rừng, bằng câu cá được và bằng nước suối. Tôi xin tự cho phép mình nói với những vị chỉ huy cao cấp của những đội quân đang có nhiệm vụ bảo vệ phương Tây. Nếu một ngày nào đó, các vị có phải chiến đấu với họ thì đừng dựa vào nguyên tắc chiến lược và tên lửa của các vị như tướng Nava từng dựa vào pháo binh của ông ta. Sau đó, đó là do sự kém cỏi của các tướng lĩnh của chúng ta. Đó là do sự nhẹ dạ đã làm cho họ đánh giá lầm kẻ thù là ngu ngốc. Đó là do tính ghen tị đã làm cho họ bị chia rẽ. Đó là do sự yếu kém của một đội quân mà thâm niên luôn luôn là căn cứ để chọn lựa những người chỉ huy. Đó là do sự thỏa mãn với chính mình, là do sự hoàn toàn mù tịt về đối thủ, là do sự phán đoán quá dễ dãi về khả năng của quân đội và vũ khí phương tiện của bản thân mình. Những điều đó gọi là sự kiêu ngạo.